Xin kính chào quý bà con chăn nuôi cũng như là các bạn bè chăn nuôi thân mến. Trong video ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ cùng với quý bà con về cái cách tiêm truyền xoang bụng cho con lợn con bị tiêu chảy nặng. Khi mà con lợn con bị tiêu chảy nặng thì cơ thể con lợn con bị mất nước rất là nhiều. Do vậy thì chúng ta cần phải bù cái lượng nước đã mất cho nó. Trước hết thì chúng ta sẽ xác định cái vị trí cần tiêm truyền. Thì chúng ta phải dốc ngược con lợn con xuống để cho toàn bộ phần ruột sẽ xuống bên dưới, tránh tình trạng chúng ta đâm kim vào sẽ đâm phải ruột. Cái vị trí chúng ta cần tiêm truyền đó là từ cái hàng vú thứ nhất này và hàng vú thứ hai. Chúng ta sẽ tìm điểm trung tâm và chúng ta sẽ kẻ một đường thẳng vuông góc sang bên cạnh đùi và cái phần hõm sâu nhất, thì chúng ta sẽ đó sẽ là vị trí chúng ta cần phải tiêm truyền. Trong trường hợp này thì đàn lợn con này tách mẹ quá sớm, được hơn 10 ngày tuổi thôi, thì do con mẹ bị suy nhược cơ thể, không ăn được và không có sữa nên phải tách sớm. Do vậy khi mà tách sớm thì con lợn con ăn cái thức ăn ngoài cám tập ăn ấy, thì ăn sớm quá thì dẫn đến tình trạng là con lợn con bị tiêu chảy, chưa kịp thích nghi với cái thức ăn, và gia đình thì mới nuôi lợn nái đấy, chưa có kinh nghiệm. Nếu mà tách sữa sớm như vậy thì trong cái video tôi có chia sẻ trước thì đó là phòng và chữa cái bệnh tiêu chảy ở lợn con sau cai sữa. Nếu sử dụng men cũng như là cái kháng sinh trộn vào thức ăn và cho vợ ăn một lượng vừa phải trước thì con lợn con sẽ hạn chế được cái tình trạng bị tiêu chảy. Khi mà tình trạng tiêu chảy này diễn ra rồi thì chúng ta cũng cần phải chữa trị cho nó. Nhưng mà trong đàn này thì bị tiêu chảy quá là nặng nên cần phải thực hiện tiêm truyền cho những cái con mà bị nặng nhất và cái con bị tiêu chảy. Ở đây khi chúng ta thực hiện biện pháp tiêm truyền xoang bụng cho con lợn con thì chúng ta sử dụng kim chín, tuy nhiên thì nó rất là dài. Do vậy là chúng ta sẽ có thể sử dụng chế thêm cái tôi thì chế thêm cái nắp lọ thuốc bình thường ấy, thì rút ra và chúng ta sẽ gắn vào đầu kim và nó sẽ làm ngắn lại cái đầu kim, và khi chúng ta thực hiện tiêm truyền thì nó sẽ rất là dễ dàng cho chúng ta. Đối với liều lượng sử dụng tiêm truyền thì tùy vào trọng lượng của con lợn con. Nếu mà con bé quá thì chúng ta như đàn này thì tôi chỉ sử dụng 5C muối và trộn thêm 1C butosan và cũng có thể là nhóm catosan thêm vào trong cái muối này để tiêm truyền cho nó. Trong trường hợp con lợn con nếu mà bị tiêu chảy nhưng mà vẫn ăn uống bình thường thì chúng ta sẽ chỉ cần tiêm truyền cho thêm bổ sung lượng muối để bổ sung cái lượng nước mà cơ thể con lợn con mất. Còn nếu mà trong trường hợp mà con lợn con bị suy nhược và con lợn con không ăn ấy thì quý bà con và các bạn có thể tiêm truyền thêm cả đường. Một bên xác định vị trí tiêm ở bên kia thì cũng giống như là xác định ở vị trí tiêm trước của chúng ta. Chúng ta tiêm ở hai vị trí khác nhau nhưng mà nếu mà vị trí tiêm truyền muối ở bên này rồi thì bên kia chúng ta sẽ tiêm truyền đường. Chúng ta sẽ chỉ cho một lần cho một lượng cái butosan hoặc catosan
vào muối hoặc đường thôi, không cần phải cho nhất thiết là phải cho cả hai loại dung dịch kia, hai loại nước kia. Còn đối với những cái con trong đàn mà vẫn ăn uống khỏe mạnh bình thường và cũng không tiêu chảy thì chúng ta sẽ chỉ cần tiêm thuốc bổ Butasan hoặc là nhóm Catosan cho con lợn con thôi. Trên đây là những chia sẻ của tôi đến quý bà con cũng như là các bạn bè chăn nuôi về cái cách tiêm truyền xoang bụng cho con lợn con bị tiêu chảy, bị mất nước quá nhiều. Quý bà con xem video thì hãy nhấn cái biểu tượng nút like đấy, cái nhấn thích ấy. Bởi vì là trên thuật toán YouTube khi mà chúng ta trong một video được yêu thích thì sẽ được đề xuất, và khi quý bà con cũng như là các bạn bè càng nhấn nhiều nút thích thì sẽ càng sẽ có nhiều người tiếp cận được video nhiều hơn nữa. Và quý bà con cũng như là các bạn bè mới chưa đăng ký video, chưa đăng ký kênh của chúng tôi thì xin quý bà con hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi khi mà chúng tôi ra video mới nhất, quý bà con có thể nhận được thông báo từ chúng tôi. Vâng, xin cảm ơn quý bà con cũng như là các bạn bè chăn nuôi đã xem video. Kính chúc quý bà con và bạn bè chăn nuôi thành công trong việc điều trị lợn con bị tiêu chảy nặng. Xin hẹn gặp lại trong video tiếp theo ạ.